Chào mừng quý vị đến với chương trình của Net Việt TV và chào mừng quý vị đến với tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng ngay cuối tuần lễ này. Cuối tuần có dịp lễ độc lập, hàng loạt gia đình đang chuẩn bị để đón lễ và chúng tôi cũng muốn cùng chung vui đón lễ với quý vị qua những tiết mục có lợi ích cho bà con mình, những biện pháp để cho mình có thể bảo vệ được bản thân và gia đình của mình trong những ngày đón lễ như thế này. Sẽ có rất nhiều những phần thông tin hấp dẫn dành cho quý vị. Như trước hết, cái Thanh Tùng được giới thiệu với quý vị những khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Bên tay trái có Thanh Tùng Lady in Red, chị Ngân Hà. Ngân Hà thân ái chào tất cả quý khán giả của Net Việt TV. Bên tay phải có Thanh Tùng, thưa quý vị, nữ sinh trong trắng Thanh Thảo. Thanh Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Net Việt TV. Và bây giờ quý vị nhìn kỹ giùm ba đứa tụi em, ba dung nhan này với ba màu sắc trắng, xanh và đỏ. Cộng lại là cái gì quý vị? Dạ không phải cột đèn rồi chắc chắn. Nhưng mà đây là ba màu của màu cờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Trắng, xanh và đỏ. Thưa quý vị, may quá này, màu vàng là cột đèn. Màu đèn, cột đèn. Rồi, trước hết, trước khi thưa chuyện với quý vị, tụi em được hân hạnh giới thiệu với quý vị các bảo trợ cho chương trình của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được hân hạnh bảo trợ bởi Kim Loan Healthcare and Scott Medic, là một cửa hàng mỹ phẩm nằm trong khu Grand Century Mall. Thưa quý vị, Kim Loan Healthcare and Scott Medic đã mở cửa trở lại và đón chào quý vị. Hồi tuần rồi đó, Thanh Thảo có dịp ghé Kim Loan Healthcare and Scott Medic để chào hỏi cô và cũng được cô chia sẻ là cô rất là cảm ơn chương trình cũng như cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ cô trong suốt thời gian qua. Thưa quý vị hãy gọi đến Kim Loan với số điện thoại là 408-292-8838 để mua những sản phẩm tại đây. Và chương trình hôm nay cũng được bảo trợ bởi Paloma Cafe với số điện thoại 408-277-0922. Paloma Cafe đã mở cửa trở lại nhưng quý vị nhớ là vẫn ở ngoài trời thôi. Quý vị có thể đến order hoặc là mình ăn ở ngoài trời nhưng nhớ luôn luôn phải thực hiện giãn cách xã hội và điều quan trọng là rửa tay thường xuyên. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay cũng được hân hạnh bảo trợ bởi Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân. Thưa quý vị, hiện tại Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân đang có chương trình sale rất đặc biệt. Nếu quý vị mua hai sản phẩm cao cấp của Nhật Bản Monado, quý vị sẽ được tặng một. Và nếu như quý vị mua 400 đồng sản phẩm tại đây, quý vị sẽ được tặng một cây son không phai cao cấp trị giá 27 mỹ kim. Với số điện thoại là 408-528-9297. Và chương trình hôm nay cũng được bảo trợ bởi Angel Beauty trong khu Grand Century Mall qua số điện thoại 408-417-8638. Quý vị nhớ đến ủng hộ Angel Beauty trong khu Grand Century Mall. Nhớ nha quý vị, đến ủng hộ cho Angel Beauty. Thưa quý vị, đứng trước con số lây nhiễm trong mỗi ngày, ngày hôm sau tăng hơn ngày hôm trước, hôm sau phá kỷ lục của ngày hôm trước tại tiểu bang Cali. Thống đốc Gavin Newsom ngay trước cuối tuần có dịp để độc lập, ông chọn cái thời điểm này để loan báo một số những phần tin quan trọng mà cư dân tiểu bang Cali của mình cần lưu ý. Đầu tiên ông loan báo rằng có danh sách của 19 quận hạt. 19 quận hạt này là 19 quận hạt nằm trong cái watch list, tức là danh sách cần phải bị theo dõi của tiểu bang Cali. Bây giờ đây là những quận hạt mà có số lây nhiễm cao. Thì những 19 quận hạt này buộc phải thứ nhất đóng cửa quầy bar. Thứ nhì, đóng cửa những nhà hàng nào mà cho ăn uống ở bên trong. Thứ ba là phải đóng cửa những nơi thử rượu. Thứ tư, đóng cửa những nơi thử bia. Thứ năm, đóng cửa tất cả các rạp chiếu phim. Thứ sáu, đóng cửa sở thú. Thứ bảy, đóng cửa viện bảo tàng. Thứ tám, đóng cửa toàn bộ các sòng bài. 19 quận hạt trong số đó. Thì đây là những quận hạt này quý vị. Những quận hạt gồm có Fresno, Imperial, Kern, Kings, Los Angeles, San Joaquin, Tulare, Contra Costa, Riverside, Sacramento, San Bernardino, Santa Barbara, Santa Clara, Stanislaus và Ventura. Đó là những quận hạt nằm trong danh sách, có nghĩa rằng là phải đóng cửa ngay lập tức những ngành nghề mà thống đốc chỉ ra là có thể dẫn tới những rủi ro, và đóng cửa ngay lập tức, đóng cửa trong vòng ít nhất là 3 tuần lễ cho khi có thông báo mới. Thì trong số 19 quận hạt mà Thanh Tùng vừa kể quý vị nghe, có ít nhất là có 2 quận hạt ở vùng Bay Area của mình. Thứ nhất là quận hạt Contra Costa và thứ nhì là quận hạt Santa Clara. Thì quý vị nhìn kỹ, ngoài Santa Clara của mình cho tới giờ phút này mình coi lại đó, thì giờ phút này mình vẫn chưa cho mở quầy bar mà. Chứ giờ này mình vẫn chưa cho ăn uống trong nhà hàng, mình vẫn chưa cho mở sở thú, mình vẫn chưa mở viện bảo tàng ở trong nhà, mình vẫn chưa cho thử rượu, mình vẫn chưa cho thử bia, và đương nhiên là rạp chiếu phim vẫn chưa được mở. Thành ra trong trường hợp này thì quận hạt Santa Clara có vẻ như không bị ảnh hưởng ngay trực tiếp. Nó chỉ ảnh hưởng là sao? Ảnh hưởng là nếu quận hạt Santa Clara muốn cho mở những ngành nghề này trong những ngày tới thì chắc chắn sẽ phải bị cân nhắc. Chắc chắn không được thôi. Nhưng mà trong số những quận hạt thì có vẻ quận Santa Clara không bị ảnh hưởng, còn những quận còn lại đó thì thấy ở Nam Cali nhiều. Đúng rồi. Ở Nam Cali nhiều.
thử rượu, thử bia, quầy bar, nhà hàng cho ăn uống thì có thấy ở cho vô trong luôn rồi đó. Dạ, ở quận Cam. Quận Cam có nằm trong danh sách này quý vị. Thì những nơi đó sẽ bị ảnh hưởng. Đó là điều thứ nhất. Rồi mình biết là lệnh của thống đốc ha, trong 3 tuần. Lệnh thứ nhì của thống đốc đó là ông sẽ đóng cửa tất cả các bãi đậu xe ở những bãi biển nào mà do tiểu bang Cali điều khiển, kiểm soát. Thì tất cả những bãi đậu xe sẽ bị đóng ít nhất là trong cuối tuần này. Rồi quý vị đi biển sao có chỗ đậu xe cho quý vị ha. Rồi điều kế tiếp nữa là thống đốc thành lập một lực lượng, được gọi là lực lượng kiểm soát. Lực lượng này bao gồm nhiều thành viên của nhiều cơ quan khác nhau họ có mặt. Nhiệm vụ của họ là sao? Đó là cưỡng chế cư dân tiểu bang Cali trong việc thi hành những điều lệ theo hướng dẫn y tế. Thí dụ như là phải đeo khẩu trang, giãn cách xã hội. Thì theo lời của ông thống đốc thì lực lượng này sẽ là những người mà có mặt ở các cơ sở thương mại dịch vụ, hay cơ sở nào mà để cho khách của mình vi phạm á, thì có thể ảnh hưởng tới giấy phép hành nghề hoặc là tiền, phạt tiền. Thì chỉ nói vậy thôi, chứ không chưa biết có ai là bị phạt không. Nhưng tới sáng ngày hôm nay trước khi lên sóng thì Thanh Tùng được biết có một nơi là ở phía bắc của thành phố Hollywood á, phía bắc của Hollywood bắt đầu phạt những người không đeo khẩu trang rồi. Đó là chỉ một nơi đầu tiên, thì còn lại Thanh Tùng chỉ biết những nơi khác ha. Rồi một cái tin nữa mà thống đốc đưa ra là kêu gọi tất cả các địa phương của mình là quản lại hoặc là ngưng luôn các vụ bắn pháo bông. Tôi mới kêu gọi các nơi làm ơn đừng bắn pháo bông. Thì nếu bắn pháo bông á thì sẽ là kéo dân chúng ra khỏi nhà, tụ tập đông người, mà lúc này tụ tập đông người là một cái mối nguy để lây nhiễm. Nên thống đốc kêu gọi những nơi khác đừng đốt pháo bông. Đó là kêu gọi. Và đặc biệt lời kêu gọi của ông thống đốc ngay trong hoàn cảnh này đó là gì? Tất cả quý vị cư dân tiểu bang Cali, please xin đừng tụ tập ăn uống với nhau ở ngoài trời, ăn uống sau nhà, barbecue, picnic. Please xin đừng tụ tập tiệc tùng, đặc biệt là với những người không sống cùng một nhà với mình, bởi vì đó là mối lây nhiễm. Thì chị Ngân Hà với lại Thanh Thảo chắc là biết cuối tuần lễ này lễ độc lập, thì không riêng gì người Việt Nam mà tất cả dân chúng Mỹ, cái truyền thống của người ta là phải barbecue, phải picnic, phải pháo bông, phải ca nhạc. Đúng. Còn Việt Nam mình thì ít nhất thì cũng phải barbecue, ứng xưng sao, không đi chơi thì barbecue. Rồi cũng phải tụ họp gia đình, phải tụ họp gia đình, muốn karaoke, cha mẹ chứ không có phải là bạn bè. Nhưng mà người thân từ xa về. Đúng rồi, nhưng mà em biết làm sao? Mấy hôm nay là chị nghe tiếng pháo bông nghe là bắn đùng 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 luôn á, chứ không phải là đợi đến ngày độc lập. Cho nên chị không biết đó là nếu mà giữ cái tình hình vậy rồi bà con mình có bị nôn nóng để mà đi ra ngoài xem không? Em công nhận không? Vậy cho hỏi chị có nôn nóng không? Thì mình nghe mình vậy mình cũng nôn ở trong lòng, nhưng mà mình vẫn sợ. Thôi, cái vụ pháo bông á, chút xíu nữa thì em sẽ tôi chuyện với quý vị. Cái vụ pháo bông không riêng gì quý vị đâu. Nãy giờ Thanh Tùng có nghe Thanh Thảo cũng than phiền, chị Ngân Hà than phiền, hàng xóm Thanh Tùng cũng đốt rần rần. Nhưng đó là nỗi niềm chung của tất cả cư dân ở vùng Bay Area. Thì chút xíu nữa ở các phần tới mình sẽ nói chuyện về pháo bông. Bây giờ mình trở lại, mình tập trung vấn đề là cuối tuần lễ này, khi nhiều gia đình đang chuẩn bị tiệc tùng nè, đang chuẩn bị barbecue nè, đang chuẩn bị đón người thân nè. Có nhiều gia đình nghĩ rằng là trời, mình chỉ kêu những người thân thôi, người thân trong nhà thôi, ăn uống thì đâu có gì đâu, phải lo. Chị nghĩ sao? Ôi, chị nghe em nói sợ quá. Để chị nói em nghe. Nhà chị á, mà chị có nói rồi, lâu lắm rồi, 3 tháng rồi chưa có tập hợp anh em với nhau. Thôi giờ July 4 này nè thì mỗi gia đình cũng đến, là cũng là anh em ruột trong gia đình này nọ. Nhưng mà tự nhiên em nói vậy chắc nói bye bye mà cho tụi con nghỉ khỏe bữa đó luôn. Tự nhiên nghe sợ em, chị không biết làm sao nữa. Thành thật nghĩ sao? Em nghĩ thế này, thật sự mà nói là với truyền thống là 224 năm người Mỹ họ kỷ niệm cái ngày July 4 này, thì gần như là truyền thống, ta thấy gia đình nào cũng vậy, nhỏ hay lớn đều tổ chức một cái buổi họp mặt với nhau, rồi uống rượu, rồi thậm chí ca nhạc ngoài trời, rồi đủ thứ hết. Mình ngoại trừ cái vấn đề mà mình tập trung bắn pháo bông, thì có những người ở xa đã tụ tập, đây là một cái dịp để mà anh em gặp nhau, rồi cha mẹ gặp nhau. Tuy nhiên Thảo nghĩ rằng ở cái mùa lễ năm nay mình đang trong cái hoàn cảnh là dịch bệnh nó ngày, mình cứ nghĩ rằng nó đã đỡ hơn tí xíu. Nhưng tuy nhiên quý vị xem chương trình tin tức với nét Việt đặc biệt này, quý vị thấy là mỗi ngày chúng tôi, nhất là chương trình Hot News của Thanh Tùng, đều cho quý vị một con số thống kê nó tăng làm cho mình rất là hoảng sợ. Thì thôi, thì Thảo nghĩ rằng ở cái mùa lễ này mình chỉ tập trung trong gia đình đang sống chung với mình thôi. Một cái gia đình nhỏ của mình có thể là 4 người, 6 người, 2 người, thậm chí 2 người, cái hai vợ chồng cũng được, với hai ly rượu đỏ cũng có thể mừng một cái ngày lễ độc lập. Rồi mình để dành đi, mong cái đại dịch nó lùi đi rồi mình lại sẽ có một cái buổi lễ để độc lập thật là hoành tráng. Chưa đâu,
lúc mà mình đang ngồi nói đây là mọi người đã cũng đã có cái plan hết rồi. Chắc chắn. Chắc chắn. Dạ. Có cái plan hết mà bữa nay mình nói vậy là buồn lắm. Dạ, tụi em muốn cho có gì cân nhắc lại thôi. Dạ. Trước khi nói việc dù cân nhắc thì cho Thanh Tùng được nhắc nè, ôn lại nè, công dân Mỹ phải không? Dạ. Công dân Mỹ phải không? Có gì công dân Mỹ phải không? Năm nào là năm nước Mỹ được thành lập? Năm nào bắt đầu để có nước Mỹ như ngày hôm nay? 1770 mấy? 76. Giỏi, ngắm đẹp 76, công nhân giỏi. Năm nay năm mấy? 2020. Yeah. Vậy thì tổng cộng lại là bao nhiêu năm? 244 năm. Dạ. Chứ không phải 224 nha cô gái. 244. Nước Mỹ năm nay là sinh nhật lần thứ 244. Yeah. Rất trẻ. Trẻ hơn nhiều lắm so với Việt Nam mình. Việt Nam mình bao nhiêu? Gần 5.000 năm. 5.000 năm. Kể từ thời vua Hùng dựng nước 18 đời vua Hùng cho tới ngày hôm nay mình gần 5.000 năm. So với nước Mỹ chỉ có 244 năm. Dạ. Một lịch sử rất là trẻ. Trẻ nhưng người ta là số 1 trên thế giới. Dạ. Hùng cường, văn minh, dân chủ và sự tự do cũng như nhân quyền ở xứ sở này. Dạ. Chúng ta đón mừng lễ độc lập nước Mỹ là chuyện đương nhiên. Nhưng đón mừng bằng cách nào giữa cơn đại dịch đang về tới? Đón mừng bằng cách nào để sau này mình không phải hối hận? Dạ. Chúng tôi sẽ thưa truyền với quý vị tiếp và mong quý vị vẫn giữ bằng tầng này. Sau những phút quảng cáo, chị em tiếp sẽ trở lại ngay. Chào mừng quý vị quay trở lại với tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng và đề tài vào ngày hôm nay. Rất là nóng và nó sát sườn với bà con của mình đang xem TV cũng như cộng đồng Việt Nam của mình. Đó là mình đang chuẩn bị để chào đón lễ độc lập Hoa Kỳ, và lễ độc lập Hoa Kỳ là một cái lễ lớn. Đúng rồi. Lễ lớn nhất, cũng là lễ lớn nhất trong năm. Là làm gì làm cũng phải đón lễ cho nó rần rần, cho nó tưng bừng quý vị. Thì nếu mà trong hoàn cảnh đón lễ tưng bừng mà nhất là mùa đại dịch đang về tới, đương nhiên mình hiểu với nhau, đón lễ là chuyện dĩ nhiên, không có ai cấm mình cả. Nhưng nếu có gì hiểu nè, riêng ở Cali, cái con số lây nhiễm ngày hôm sau nó xô kỷ lục ngày hôm trước, hôm sau nữa xô kỷ lục ngày hôm trước, thì đã tăng vùn vụt, tăng ào ạt mỗi ngày. Và có gì biết chỉ nội trong vòng 2 tuần lễ vừa qua mà thôi, thì con số lây nhiễm mới của tiểu bang Cali tăng hơn 51%. Hơn 51%, tổng số ca của Cali bây giờ hơn 230.000 ca nhiễm đó, thì hơn 51% chỉ mới xảy ra có 2 tuần lễ gần đây thôi. Là mình thấy tăng rất là nhanh và rất là mạnh. Còn cái số người mà phải nhập viện á, nhập viện bây giờ đó, nó cũng tăng 46% so với 2 tuần lễ trước đây. Rồi có gì? Chưa kể đó là bây giờ đó, tổng số giường bệnh của mình nha, tổng số giường bệnh của mình trên toàn tế bang Cali, mình đang sử dụng 60% rồi đó. Mình chỉ còn có 40% giường bệnh là còn lại cho bà con, cho tất cả mọi người của mình mà thôi quý vị. Rồi, giữa cái hoàn cảnh lây nhiễm đó, thì bây giờ tụi em muốn chia sẻ với quý vị là gia đình của mình á, xin nhắc là ăn uống, tụ tập, tiệc tùng, nhậu nhẹt với nhau. Như Thanh Thảo mới nói, Thanh Tùng rất thích cái câu Thanh Thảo này có nhấn với quý vị đó, là trong gia đình, đúng, mình thường mình tiệc tùng, mình rủ người trong gia đình. Nhưng trong gia đình, trong hoàn cảnh này nên được xác định là những người gia đình mà phải mà sống cùng nhà nhau. Những người sống cùng nhà. Dẫu trong gia đình nhưng nếu khác nhà, trong hoàn cảnh này quý vị, lời khuyên thôi nha. Ở đây không ai bắt buộc mình hết, không ai dùng súng chỉa vào đầu, không ai biên phạt gì đâu. Nhưng ít nhất quý vị ơi, mình hiểu một điều, trong hoàn cảnh này, người thân trong gia đình nếu không sống cùng nhà, quý vị cân nhắc chuyện tổ chức tiệc mà mời người thân trong nhà. Lý do tại sao? Thì Thanh Tùng muốn kể quý vị nghe, mới tối hôm qua Thanh Tùng xem TV đài số 2, nếu quý vị nào có xem, tối hôm qua là tối hôm thứ Tư đó. Tối hôm thứ Tư ngày 1 tháng 7 á, gọi là một cái phóng sự. Câu chuyện xảy ra một gia đình ở San Jose. Gia đình gồm có cha mẹ với khoảng 8 đứa con. Lâu ngày rồi họ không sống cùng nhà với nhau. Họ sống mỗi người nhà mà. Lâu ngày rồi vợ chồng con cái không có dịp sinh hoạt, tập trung, ăn uống. Nên họ nói thôi bây giờ mình kéo nhau, giả lại cũng người nghĩ là người trong gia đình. Họ mới kéo nhau về nhà ăn uống, đoàn tụ với nhau. Chỉ vài tiếng đồng hồ ăn uống thôi, sau đó mạnh ai nhà ai nấy về. Và kết quả cho tới ngày hôm nay, cha và mẹ, hai ông bà nhiễm Covid-19, và cả hai ông bà đều mất. Cả hai ông bà đều chết. 8 đứa con còn lại, 5 đứa bây giờ dương tính với Covid-19. Đó là câu chuyện chỉ sau một bữa ăn tối và tiếng đồng hồ với nhau. Tối hôm qua, một trong những cô con gái trong gia đình, cô đeo khẩu trang, cô đứng trước ống kính, cô TV,
Còn nếu chúng tôi muốn mượn câu chuyện gia đình của chúng tôi để chúng tôi chia sẻ với những gia đình còn lại. Gia đình chúng tôi cũng giống gia đình của dì. Chúng tôi rất khao khát được cái giây phút được đoàn tụ với nhau. Chúng tôi khao khát được giây phút như trước kia anh chị em ngồi xuống ăn cơm với cha mẹ. Chúng tôi cũng giống như quý vị vậy. Chúng tôi chỉ muốn thế thôi. Và chúng tôi chỉ muốn vài tiếng đồng hồ để gia đình ăn cơm với nhau. Và chúng tôi không ngờ rằng để có cái niềm vui trong vài tiếng đồng hồ đó, chúng tôi đã trả một cái giá quá đắt. Giá quá đắt. Đó là sinh mạng của cha và mẹ tôi. Chúng tôi mất cha lẫn mẹ. Năm anh chị em của chúng tôi bây giờ bị dương tính với Covid-19. Chúng tôi muốn chia sẻ câu chuyện này với những gia đình khác, là mong quý vị hết sức cân nhắc khi quý vị tổ chức tiệc tùng ăn uống trong nhà của mình, đặc biệt là trong những dịp cuối tuần như thế này. Đó là câu chuyện hoàn toàn có thật ở San Jose. Thì trước đó là một câu chuyện ở bên Ấn Độ. Quý vị câu chuyện Ấn Độ, câu chuyện của một đám cưới. Chú rể là anh kỹ sư. Kỹ sư mà đi giờ đi lấy vợ. Thì trước cái ngày đám cưới á, chú rể bị sốt. Sốt rất nặng và chú rể bị tiêu chảy. À, quý vị nghe tới đây quý vị bắt đầu thấy triệu chứng nó quen quen, ha, quý vị quen quen. Triệu chứng. Đây là hai trong số những triệu chứng của Covid-19. Vậy mà không chịu đi xét nghiệm, chỉ có đi chữa cái vụ mà tiêu chảy với uống thuốc để cho giảm sốt thôi. Trước hai ngày đám cưới, chú rể bị sốt, chú rể bạn gia đình là thôi bây giờ bị sốt, thôi mình quản đám cưới lại đi, chờ nào mình khỏe mình đám cưới. Thì gia đình chú rể lẫn gia đình cô dâu nhất định phản đối tới cùng, phản đối mạnh mẽ. Thứ nhất, vì tôn giáo. Họ tin rằng là đã định ngày cưới mà quản lại thì nó không có hên. Nó không có hên, xứ quẩy. Điều thứ nhì là vì vấn đề tài chánh. Tất cả đã chuẩn bị hết rồi. Bây giờ mình quản thì tài chánh sẽ bị lỗ lã rất là nhiều. Vì thiệt hại tài chánh rất là nhiều. Nên gia đình hai bên nhất định bắt chú rể phải làm đám cưới. Đúng ngày đám cưới, chú rể sốt run bần bật. Chú rể được đưa ra làm lễ. Làm lễ trước sự chứng kiến của gia đình hai bên. Ngày lễ cưới, 400 mấy, 500 dân làng được mời tới dự. Lễ cưới vừa xong, hai ngày sau tình hình sức khỏe chú rể xuống rất là suy kiệt. Gia đình mới quản hồn đưa chú rể đi cấp cứu. Thì trên đường từ nhà tới nơi cấp cứu, chú rể chết giữa đường. Chú rể chết giữa đường. Sau đó về người ta mới xét nghiệm, người ta mới biết chú rể bị dương tính. Người ta mới xét nghiệm luôn cả những người đi tham dự, hơn 50 người dương tính với Covid-19. Nhưng may mắn trong trường hợp này, là cái may mắn là cô dâu không bị dính. Cô dâu không bị nhiễm bệnh. Thì bây giờ đó, cả cái làng ở bên đó người ta đang phải phong tỏa, lập cái lều y tế tới để xét nghiệm từng người một. Và những ai tham dự cái lễ cưới đó sẽ bị phạt. Bởi vì hiện bây giờ Ấn Độ người ta cũng đang shelter in place. Tối đa mà tham dự một cái tiệc cưới hay bất kỳ một sự kiện nào ngoài trời không mà được hơn, không được quá 50 người. Cái này tới 400-500 người. Dạ, không quá 50. Một cái đám ma thì không được quá 20 người. Mà bây giờ chú rể vừa chết xong, người ta ào tới giữ đám ma nữa mới ghê nữa. Cho nên cái câu chuyện qua câu chuyện đó mình thấy rằng là giá như gia đình hai bên chịu ngồi xuống, mình cân nhắc quản cái đám cưới lại, thì đâu đến nỗi mất đi một người thân trong gia đình của mình là chú rể. Và làm cho hơn 50 người dân làng khác. Giá như cái câu chuyện gia đình ở San Jose, mình chịu dời cái ngày ăn uống lại vào một dịp khác, khi mà cơn dịch nó qua đi, thì mình vẫn còn giữ được nhau, mình vẫn còn nhìn thấy được nhau. Cho nên quý vị ơi, chúng tôi kể những câu chuyện có thật qua chương trình Hot Tip với Thanh Tùng, là chương trình chúng tôi biết quý vị đang xem rất là nhiều. Để tất cả gia đình Việt Nam mình, please, cân nhắc trước khi nhấc điện thoại hoặc bấm tin nhắn rủ nhau tới nhà ăn uống vào cuối tuần này, đúng không chị Ngân Hà? Đúng rồi. Em ơi, thường là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho nên mọi người cứ nghĩ trời ơi, cứ lúc nào cũng nói quá đi, nhất là truyền thông nói làm cho người ta sợ. Đã mấy tháng rồi phải không, chứ đâu có phải là mấy ngày đâu. Cái cơn dịch nó cũng đã từ từ nó qua rồi, thôi để người ta có một cái cuộc vui chơi đó với gia đình, với anh em bạn bè này nọ đi, mà giờ mình nói vậy giống như mình hù vậy đó. Nhưng mà thực sự ra quý vị ơi, thấy Thanh Tùng không? Please, là làm ơn quý vị phải cân nhắc thật là kỹ lưỡng. Nếu không là cái tai họa mà nó xảy ra đối với gia đình mình cũng như những người bên cạnh mình là không bao giờ lường nổi. Thanh Thảo thì có một cái điều chia sẻ Thanh Tùng như thế này nè. Có vẻ như rằng là những chuyện xảy ra như anh Tùng vừa kể, một gia đình tại thành phố San Jose, thì có vẻ là
do cái thời gian dịch bệnh kéo dài quá, đâm ra người ta hay nói đó, mình có lờn thuốc á, giống như là mình cảm thấy là bớt lo sợ. Rồi lại có một số các vị cho rằng là truyền thông làm quá lên, truyền thông đưa những cái tin làm cho người ta sợ hãi, chứ thực tế con virus nó không đáng sợ như vậy. Dạ đúng, nó sẽ không đáng sợ như vậy đối với những trường hợp cơ thể mình có kháng thể tốt, nhưng mà có bao nhiêu người như vậy. Cho nên Thanh Thảo nghĩ là quý vị cũng nên mình cân nhắc tí xíu, mình nghe một chiều cũng không có đúng. Đôi khi mình cứ tin rằng tôi quen với cái vị bác sĩ này, tôi quen với vị y tá kia nói rằng đây là không gì đáng sợ hết. Cho nên Thanh Thảo nghĩ truyền thông chúng tôi mà mang cái điều này đến quý vị cũng là chỉ mong nó tốt đẹp hơn thôi, chứ không có mong cái gì hơn ở cái truyền những thông điệp như vậy để cho xã hội mình tốt hơn, giữ gìn sức khỏe cho tất cả cộng đồng để xã hội mình có thể đi qua cơn đại dịch một cách nhẹ nhàng. Vâng, giải lại quý vị, tin hay không tin á là quyền của mỗi người, đó là quyền của quý vị được tôn trọng. Nhưng chúng tôi chỉ muốn nói tới điều này là chắc chắn sẽ không ai tranh cãi nè. Tin hay không tin là quyền của mỗi người, nhưng tình yêu thương của mình dành cho người thân trong gia đình là điều không ai tranh cãi. Dạ, đúng không quý vị? Ai cũng yêu thương cha mẹ, ông bà, ai cũng yêu thương chồng, vợ của mình, và đặc biệt ai cũng yêu thương và muốn che chở cho những đứa con trong gia đình của mình. Chuyện đó sẽ không ai tranh cãi. Nhưng nếu quả thật quý vị đang nghĩ tới cho người thân, ông bà, cha mẹ, những người 65 tuổi trở lên, rất nhiều rủi ro. Quý vị thương cho mấy em nhỏ ở nhà, rất là tội cho tụi nó. Quý vị thương cho những người trong gia đình, hoặc là quý vị nghĩ tới cho các đồng nghiệp của mình, những người đang làm việc chung, thì chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ có những quyết định thật là sáng suốt, thật là sáng suốt và thận trọng ngay trong những cuối tuần mà nó có nhiều cái cám dỗ, như là cái cuối tuần có lễ độc lập, cám dỗ luôn, nó nhiều cám dỗ như cái cuối tuần độc lập này. Và Thanh Tùng đồng ý với Thanh Thảo hồi nãy, Thanh có nói một câu hay lắm nè. Quý vị, mình kéo những người trong nhà của mình đang sống trong nhà đó, mình ngồi mình có một cái buổi cơm tương tất, nếu chỉ có hai vợ chồng thì mỗi người một ly rượu đỏ, thì Thanh Tùng nghĩ rằng là đó là cái hình ảnh rất là đẹp. Nhưng nếu mà Thanh Tùng mà ở trong nhà thì không phải là hai ly, và em chắc một chai ít nhất, tại vì mình lễ mà, có nhiều cái gì lễ mà. Nhưng mà một chai một ly giống sao, miễn là người trong nhà của mình, người trong nhà thôi. Nhưng cái gì please, tại vì á mình mà không thương cho mình thì please cũng thương cho người thân trong gia đình. Trước khi nhấc điện thoại xin quý vị cân nhắc, đơn giản vậy thôi. Đó là thông điệp của ba chị em tụi em. Sau vài phút quảng cáo chúng em sẽ trở lại với quý vị, và lần này tụi em hứa mình có về thông tin về cái chuyện bắn pháo bông. Tất cả các thành phố vùng Bay Area đều bị cấm bắn pháo bông, nhưng có một thành phố sẽ bắn pháo bông, đó là thành phố nào? Sau vài phút quảng cáo tìm trả lời ngay. Chào mừng quý vị quay trở lại với tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng ngày hôm nay. Đề tài là chuẩn bị để đón lễ độc lập Hoa Kỳ với tất cả mọi người. Nhưng đương nhiên nhắc tới lễ độc lập, tinh thần lễ độc lập là gì? Pháo bông, picnic và tụ họp gia đình. Tuy nhiên năm nay hiện như chúng tôi vừa thưa rồi, tụ họp gia đình thì quý vị cân nhắc lại. Pháo bông thì sao? Chúng tôi sẽ kể chuyện quý vị nghe. Tuy nhiên trước hết thì cho chị em của tụi em được giới thiệu với quý vị các bảo trợ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được hân hạnh bảo trợ bởi Kim Loan Healthcare and Scott Medic trong khu Grand Sanremore. Thưa quý vị, với số điện thoại 408-292-8838, Kim Loan Healthcare and Scott Medic đã mở cửa trở lại đón chào quý vị. Mời quý vị đến với Kim Loan Healthcare and Scott Medic 408-292-8838. Và chương trình hôm nay cũng được bảo trợ bởi nhà hàng Paloma Cafe với số điện thoại 408-277-0922. Mọi người ơi, nhà hàng đã mở cửa trở lại nhưng ở ngoài trời thôi, từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Nhớ đến để ủng hộ nha mọi người. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay cũng được hân hạnh bảo trợ bởi Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân với số điện thoại 408-528-9297. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân đang có chương trình promotion đặc biệt. Nếu như quý vị mua 2 sản phẩm Monado, quý vị sẽ được tặng 1. Và nếu như quý vị mua 400 đồng sản phẩm tại đây, sẽ được tặng 1 cây son cao cấp, không phai, trị giá 27 mỹ kim. Một lần nữa, số điện thoại là 408-528-9297. Và chương trình hôm nay cũng được bảo trợ bởi Angel Beauty trong khu Grand Century Mall. Qua số điện thoại 408-417-8638, quý vị có thể gọi điện thoại order rồi đến mình lấy hàng, hoặc là quý vị cũng có thể đến trực tiếp luôn, đã mở cửa trở lại và rất mong là quý vị đến ủng hộ Angel Beauty.
Thưa quý vị, trước khi kể chuyện của chị nghe về cái vụ pháo bông á, thì cho Thanh Tùng được một phút thôi để kể chuyện hậu trường cái show vừa rồi hôm thứ sáu tuần trước, là tụi em gặp cái cảnh mà phải nói là dùng chữ sao tai nạn nghề nghiệp. Yeah. Tai nạn nghề nghiệp hôm thứ sáu tuần trước á, là ba chị em tụi em có kể của chị nghe là chuyện của San Francisco. Họ dự tính là thứ hai tuần đó. Sau yeah. họ sẽ mở cửa. Họ mở cửa tóc nè, nail nè, họ mở cho phép nhà hàng được ăn uống bên trong, họ cho quầy bar được mở cửa bên ngoài. Ví dụ như vậy thì đúng, cái phần tin không có sai. Thì giờ cho tới buổi trưa của ngày thứ sáu, tin đó vẫn còn là tin nóng. Cho tới khi tụi em thâu hình xong và chuẩn bị đi phát hình vào ngày hôm sau là ngày thứ bảy, thì cho đến chiều tối của ngày thứ sáu đó, chiều tối thứ sáu, thì bà thị trưởng của San Francisco là London Breed, thì bà Thanh Tùng nhớ bà có đeo khẩu trang và bà tổ chức cuộc họp báo bất ngờ ở San Francisco. Và thông báo rằng là quý vị ơi, đúng, lẽ ra thứ hai tuần tới là chúng ta sẽ mở cửa nhà hàng đón thực khách vào, chúng ta sẽ mở cửa quầy bar ngoài trời, chúng ta cho tóc với nail được mở cửa. Nhưng bất ngờ cho tới chiều ngày hôm nay là chiều thứ sáu đó, chúng tôi mới nhận được tin là đổi trong một ngày mà San Francisco có được 103 trường hợp mới lây nhiễm. Giờ quý vị nhớ là trước đó đó, mỗi ngày San Francisco có 1 trường hợp, 2 trường hợp ha. Họ chứ ca lây nhiễm họ thấp lắm, nhưng bỗng dưng cái ngày hôm đó là 103 trường hợp nó lây nhiễm, cho nên bà thị trưởng hoảng hồn. Bây giờ là thôi, nếu mà nó tăng nhiều quá như vậy thì tốt hơn hết chúng ta tạm ngưng chuyện mở cửa. Chúng ta tạm ngưng, mình đợi một thời gian sau đi, chừng nào mà mình thấy thích hợp thì mình mở cửa. Cho nên tôi rất tiếc để tôi thông báo tất cả mọi người là tóc nail không được mở cửa San Francisco. Đó. Thì chính vì vậy, mà cho tới tối thứ sáu là cái lệnh mở cửa đã bị rút lại rồi. Chương trình của mình qua ngày thứ bảy mình mới phát hình. Thì chính vì vậy mà có rất nhiều khán giả: ủa, sao tôi nghe San Francisco đóng cửa rồi mà và sao tin của mình vẫn còn? Thì thưa quý vị, đó là cái tai nạn nghề nghiệp. Thì mình thâu hình xong, mình vừa xong cái thâu hình đó, thì tin tức nó pop up ra cập nhật sau đó, thì mình sẽ không kịp. Cho nên có những cái sự việc như vậy thì chúng tôi xin cáo lỗi với quý vị, là bởi vì đây là những chuyện mà mình ngoài ý muốn của tất cả anh chị em. Nhưng tôi cố gắng hết sức là những tin tức mới nhất, nhưng cũng có những khi là những tin nó quá là bất ngờ xảy ra. Nhưng bây giờ cho tụi em được cập nhật cái lại mang đến quý vị. Có những vị khán giả rất là dễ thương khi mà gọi vô cái phần tin đó. Thì sáng thứ hai Thanh Thảo đi làm thì có một vị khán giả nữ gọi vô nói: Thảo ơi, Thảo, cảm ơn Thảo nè, cảm ơn Thanh Tùng, cảm ơn Ngân Hà đã chia sẻ thông tin đó, nhưng mà mình buồn lắm, là bên chị bên San Francisco đó là đã ngưng lỡ lệnh đó rồi, thì chia sẻ để mình biết thêm thông tin. Thì Thanh Thảo cũng cảm ơn và cũng giải thích cho chị rõ điều đó. Thì chị nói chị biết, nhưng mà chị gọi thực sự mà nói để gọi nghe nói chuyện thôi, để cảm ơn thôi, chứ sự chia sẻ này là một cái cớ để chị gọi vào mà chị có dịp để gặp anh Tùng với chị Ngân Hà và Thanh Thảo thôi. Đó là một sự chia sẻ của khán giả rất là dễ thương. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Sẵn nhắc tới cái câu chuyện đó, thì tại vì buổi tối thứ sáu Thanh Tùng có xem TV, các đài thì họ đều chiếu cái cảnh của các tiệm tóc với tiệm nail ở San Francisco ngày thứ sáu tuần trước, quý vị, là gọi nhân viên trở lại hết rồi, nhân viên trở lại làm rồi, thì quét dọn cửa tiệm, lau chùi, chuẩn bị để thứ hai mở cửa đón khách thôi. Nhưng cho tới giờ chót thì nhận được lệnh của thị trưởng, chúng ta sẽ phải tạm ngưng việc mở cửa. Thế mới phỏng vấn chủ của các cửa tiệm, chưa biết là chết tin nào luôn. Thì mới phỏng vấn anh rất là tiếc, kêu chúng tôi cũng phải hiểu là bỗng dưng trong một ngày mà 103 trường hợp mới là nó quá cao, quá nhiều và quá đáng ngại. Thành ra cái câu chuyện là sự thật, bà hai đã xin nó lặng vậy ha. Chuyện hậu trường. Rồi giờ mình trở lại với cái vụ mà đốt pháo nè. Hồi nãy em nói làm sao khu phố của em mấy nay đốt vậy đó. Mà ở là đêm nào cũng vậy á, cứ đốt hết, thanh không biết là nhiều nhà hay không, mà cứ vừa đợt này nghỉ cái tới vừa đợt khác, đợt này nghỉ cái tới đợt khác, coi như là cả tiếng đồng hồ hơn đó. Dạ, đêm nào cỡ một tuần lễ nay rồi đó. Dạ, đêm nào cũng vậy. Giật mình luôn đó em. Như đâu phải khu của em đâu, khu chị cũng vậy. Chị cũng vậy nữa, mà giật mình luôn á, tại vì đốt liên tục luôn, nhiều khi mình vừa thấy em cái này đùng đùng trở lại, mà là buổi tối á, là sau 12 giờ vẫn còn đốt. Em hỏi nè, cảm giác của Thanh Thảo, chị Ngân Hà khi nghe đốt pháo bông, cảm giác hai người đẹp làm sao? Thì bực mình là... không có bực mình không, hay là có thích nghe, hay là cái cảm giác làm sao? No, cũng háo hức lắm. Ok. Không, mình thật sự em cũng bực mình, em có cảm giác là giống như là một sự thể hiện thôi, một cái niềm vui lớn của đất nước. Thanh Thảo nghĩ trong một cái trong cái phạm vi mà không có mang cái sự nguy hiểm của gia đình thôi anh Thanh Tùng. Cô này cô nice à. Lát hồi tôi sẽ nói cho không nguy hiểm là tại sao nguy hiểm nào nha. Em nói nha, cái này Thanh Thảo nói, Thanh Tùng chịu trách nhiệm nha quý vị. Cô này cô nice, cô nói như vậy chứ đốt pháo bông bất hợp pháp nguy hiểm lắm. Đúng, nguy hiểm lắm.
nha. Chứ em không nói. Nhưng mà quý vị ơi, cái vụ mà pháo bông á, mà đốt từ trước lễ độc lập cho tới lễ độc lập, cho tới sau độc lập vẫn còn đốt, nó sẽ không phải là chuyện riêng của một khu phố nào cả. Yeah. Nha. Nó không phải riêng khu phố nào của quý vị đâu. Quý vị yên tâm đi. Nó xảy ra ở khắp mọi nơi. Chỗ nào nó cũng rần rần như vậy. Đêm nào cũng đốt rần rần như vậy. Và dân chúng ở địa phương của mình họ rất là khó chịu. Thường gọi đó là phần chung luôn á, chứ không riêng người Việt Nam. Cư dân họ rất là khó chịu cái chuyện mà pháo bông đốt. Cái là chuyện của người ta. Nhưng mà riêng là ý kiến riêng Thanh Tùng, ý kiến Thanh Tùng. Ủa, vậy chứ tới cái hồi Tết Việt Nam của mình á, mình đốt đâu phải đốt tối 30. Tánh ơi, 26 Tết đốt rồi, 27 Tết đốt, 28 Tết, 29 đốt. Tết đêm 30 tới nó nhiều cuộc tổng tấn công vậy đó. Mà nửa đêm, mà mình đốt nửa đêm nữa. Rồi cho tới sáng mùng 1 thức dậy là mình đốt một tràng. Qua tới mùng 2 đốt, thì mùng 3 đốt lần nữa, tiễn ông bà nữa. Thì em hỏi quý vị nè, rồi đó mình lúc đó mình đốt có ai nói gì mình đâu. Mình có nói mình đâu có hiểu đâu. Nhưng ít nhất là mình cũng có đốt cái gì. Cho nên bây giờ nếu mà có gì Việt Nam có gì ở chung khu phố nào mà ta đốt thì coi như là mình thấy có sự công bằng đế, công bằng đế nhau có gì công bằng đế. Chứ mình đốt, mình không đốt, mình đốt bất hợp pháp chứ đâu ai cho phép mình đốt đâu. Thì bây giờ người ta đốt thì thôi công bằng đi ha. Em biết có một số cái gì khó chịu, nhưng mà về tình hình chung, chính vì cái vụ mà đốt pháo bất hợp pháp đó, cái Thanh Tùng nói liền, rất nhiều nơi tại quận hạt, các quận hạt vùng B area của mình á, hầu hết mọi nơi đốt pháo bất hợp pháp là không được chấp nhận rồi đó. Thế nào là bất hợp pháp? Tức là bây giờ như vậy, chỉ có những ai họ có giấy phép họ mới được đốt pháo thôi. Tức là các chuyên viên đốt pháo họ mình thuê họ về, họ bắn pháo bông vào tối 4 tháng 7 cho tất cả mọi nơi xem. Thì những người đó là có bằng chuyên môn. Còn mình không có bằng chuyên môn gì hết, mình mua pháo lậu về mình để trước nhà mình đốt chơi là bất hợp pháp. Hầu hết các quận hạt ở vùng B mua bán pháo mà như vậy đều bị xem bất hợp pháp, đốt pháo đều bị xem bất hợp pháp. Những hành động bất hợp pháp đều có thể bị phạt nhiều quý vị, phạt có thể lên tới quý vị 1.000 đồng cho một lần đốt pháo mà bị bắt quả tang. Rồi bên cạnh cái vụ phạt thì còn lại là cái gì quý vị? Thương tích. Tại vì mình không có chuyên nghiệp mình sẽ bị thương tích. Bây giờ cái vụ thương tích nè, theo như cái hiệp hội, bên cạnh thương tích là cũng bị quả quản nha. Trái nhà. Trái nhà nữa. Thì đây là hiệp hội được gọi là National Fire Protection Association, hiệp hội bảo vệ về các đám cháy trên toàn quốc á, báo cáo rằng là cứ mỗi năm có khoảng 19.500 vụ cháy xảy ra vì pháo bông. Mỗi năm 19.500 vụ cháy vì pháo bông hàng năm trên toàn nước Mỹ. Rồi, riêng năm ngoái mà thôi, 2019 mà thôi có gì, hiệp hội cho thấy con số là 10.000 người bị thương vì pháo bông và 12 người chết vì pháo bông trên toàn quốc. Thiệt hại và thiệt mạng nữa. Nó phải thiệt hại không? Cháy nhà, thương tích và có thể bị thiệt mạng vì pháo bông nữa. Đó là hồi năm ngoái có gì. Và 73% trong cái số mà bị thương tích và thiệt mạng đó là xảy ra trong khoảng từ 21 tháng 6 cho tới 21 tháng 7 là thời điểm của mình. Quý vị, đó là con số của chính phủ đưa ra. Thành ra đốt pháo bông lậu không chỉ bị phạt mà còn có thể gây thương tích cho mình, gây quả quạn cho hàng xóm và có thể gây thiệt mạng nữa. Trong trường hợp mà con em của mình đốt pháo lậu thì sao có gì? Quý vị phụ huynh phải đền bồi thường cho nạn nhân. Còn trong trường hợp mà người ta bị thương tích hay bị cháy nhà, nên xin nhắc để phụ huynh mình để ý tới con em của mình. Trong trường hợp này không có giỡn chơi ha. Có thiệt hại nha cô gái, có thiệt hại. Đó còn là cái gì? Thì bây giờ háo hức em. Háo hức quá thôi. Nhưng mà cả vùng B area chúng ta chỉ có một thành phố mà cho phép mua và bán pháo bông thoải mái. Chỉ có điều rằng là phải là cư dân của thành phố đó thì mới được mua và bán. Thí dụ như chị Thanh Thảo và em đều là cư dân thành phố đó, chị bán em mua rồi các em bán lại cho Thanh Thảo kiếm lời. Ok, không bị phạt và không bị xem bất hợp pháp. Ngoại trừ hai chị em mình là cư dân thành phố đó, nhỏ này là dân thành phố khác, tới mà em bán pháo bông cho nhỏ này thì em bị xem là bị vi phạm luật. Nhỏ này mua cũng bị vi phạm luật. Nhưng nếu em với chị là cùng thành phố, em mua bán với chị thì không sao. Mua bán không sao và đốt pháo bông không sao. Thành phố nào vậy quý vị? Sau ít phút quảng cáo tìm trở lại nghe. Chào mừng quý vị quay trở lại với tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Nhà ngày hôm nay thì đề tài đang rất là hấp dẫn, đó là đề tài pháo bông cho dịp lễ độc lập Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, năm nay lễ độc lập thì là quý vị thấy hầu hết các thành phố vùng B area sẽ không có pháo bông,
không ai bắn pháo bông nữa, thì mình không có muốn khuyến khích dân chúng đổ ra đường. Nhưng có một nơi, có một thành phố mà việc mua bán pháo bông được xem là hợp pháp. Có một thành phố mà năm nay họ sẽ bắn pháo bông đúng vào tối thứ bảy dịp lễ độc lập, đó là thành phố nào? Thành phố nào? Đó là thành phố nào, đúng không? Ừ. Thì tất cả mọi người đều đang đứng tò mò. Thì thành phố được xem là hiếm hoi ở vùng B cho phép mua bán pháo bông giữa những người trong thành phố với nhau, không bị xem là phạm luật, đốt pháo không bị xem phạm luật. Và lần này họ sẽ đốt pháo bông vào cuối tuần lễ này, đó là thành phố Gilroy. Thành phố Gilroy là thành phố duy nhất ở vùng B area chúng ta sẽ có bắn pháo bông vào tối thứ bảy tuần này, 4 tháng 7. Vậy là bà con đùng đùng chắc kéo lên đó coi. Dạ thưa quý vị, cho em nhắc trước luôn quý vị là người ta cũng khuyên mình đừng ra đường đó. Tại vì tất cả người ta khuyên là quý vị nên đứng ở nhà của mình và coi bắn pháo bông. Và tại vì người ta cũng biết người ta không muốn mình tập trung quá đông. Nên lần này nè, điểm đặc biệt của thành phố Gilroy á, là họ sẽ bắn pháo bông cao hơn khoảng 10.000 feet. Họ bắn pháo bông cao hơn để làm chi? Để cư mình... dân ở xa mình để có thể xem thấy. Được hết. Hồi nào mình ở xa khoảng 2 dặm rưỡi á, là vẫn có thể xem được pháo bông. Và lần này quý vị cư dân của Gilroy xin lưu ý, pháo bông sẽ được bắn đi ở trường trung học Gilroy High School. Và bắn vào tối của ngày thứ bảy, đúng 4 tháng 7. Bắn cao hơn để bà con có thể xem xa hơn. Điều có nghĩa là quý vị đừng có tụ họp. Mình có thể ở sân sau nhà mình hay sân trước nhà mình, mình ngước lên mình xem là ok rồi, đừng lái xe ra. Và đó, em nói thiệt, mà em loan tin này, nhưng tụi em với tư cách là những người mà làm truyền thông, tụi em không khuyến khích quý vị bỏ nhà bỏ cửa đêm đó chạy xuống rồi xe. Mặc dù rất háo hức. Rồi tụi em không khuyến khích quý vị chút nào hết trơn. Mình biết là biết vậy thôi quý vị, biết vậy thôi nha. Bởi vì thời điểm này mà tập trung đông người là nó nguy hiểm lắm. Hay là nhưng mình mở TV coi được không em? Maybe, dạ có thể, dạ có thể. Có thể. Chị nghĩ là có thể là truyền hình. Tại vì mỗi năm, quý vị mỗi năm là, quý vị nhớ không, những nơi mà bắn pháo bông rần rần ở Bay Area mình á, nơi đầu tiên mà thu hút hơn 500.000 người tới xem bắn pháo bông vào tối 4 tháng 7 hàng năm là San Francisco. Em đi 2-3 lần thôi là những lần sau em không dám đi nữa. Tại vì lần bận đi á, thì đã chen chút rồi. Đốt pháo bông vừa xong á, mà mình đi ra để kiếm xe đi về đó quý vị, người ta đẩy mình đi. Tức là đúng đúng nghĩa, chứ cái nghĩa là dòng đời xô đẩy. Em bị dòng đời xô đẩy, một hồi xô đẩy em tới cái góc nào Chinatown em biết đường về luôn. Cho nên em đi 2 lần xong, 3 lần xong, bây giờ là em không dám đi nữa. Nhưng mà rất nhiều người thích cái không khí nó vui. San Francisco là một. San Jose mình sẽ đốt pháo bông ở Downtown Discovery Museum đó, dành cho trẻ em là 2. Rồi ở Mipitas mình có đốt pháo bông, đúng không? Có. Rồi ở Santa Clara, thành phố Santa Clara mình đốt ở công viên Central Park. Rồi đốt pháo bông ở bên Great America. Rất tóm lại rất nhiều nơi đốt pháo bông lắm. Nhưng mà năm nay thì quý vị biết rồi, tất cả đều phải hủy bỏ hết. Hủy bỏ pháo bông, hủy bỏ diễn hành, không diễn hành, không lễ hội, không gì cả. Đại nhạc hội mà không có mở cửa mà quý vị. Cho nên giờ này quý vị thấy em còn ngồi đây. Chứ lẽ ra những cái năm, những mọi năm trước á, cái cuối tuần này là không có thấy mặt Thanh Tùng luôn. Giờ này chính em cũng không biết em tên gì. Là vali cứ thế mà lên máy bay, cứ 3 ngày cuối tuần, 6, 7 nhật là 3 tiểu bang. Tức là ăn ở sân bay, ngủ trên máy bay, ăn ở sân bay, ngủ máy bay. Nhưng mà năm nay nhờ đại dịch em được ngồi đây để em kể chuyện quý vị nghe, đúng không? Nhưng mà ít nhất là quý vị biết đó, tình hình năm nay là lễ độc lập của mình nên làm những gì. Rồi bây giờ muốn nhắc nhở gì bà con mình cuối tuần đi chơi đó. Em nghĩ vậy nè, thật sự bản thân em cũng vậy nữa, đã hứa với con của em là cái dịp lễ này em sẽ dẫn đi biển Capitola. Tại vì thấy đó có những cái cảnh đẹp ở biển dễ thương lắm. Đã hứa rồi, nhưng mà Thanh Thảo cũng nghe thông tin từ ông thống đốc của mình là các bãi biển có những cái luật mới, thì Thanh Thảo nghĩ rằng là quý khán giả cũng có nhiều người đang có trong cái plan giống Thanh Thảo, thì nhân đây Thanh Tùng sẽ chia sẻ cùng quý vị để quý vị biết rằng những bãi biển nào như thế nào, hoàn cảnh ra sao để mình cân nhắc trước khi mình nghĩ là mình sẽ làm chuyện gì. Half Moon Bay đóng bãi biển. Half Moon Bay đóng bãi biển, không chào đón quý vị tới. Santa Cruz không chào đón quý vị tới, riêng cho cuối tuần này. Riêng cuối tuần lễ này họ sẽ đóng bãi biển từ thứ sáu cho tới sáng thứ hai tuần tới. Họ đóng toàn bộ bãi biển. Tất cả bãi đậu xe ở các bãi biển sẽ bị đóng toàn bộ. Quý vị bị cấm đậu xe ở trên lề đường. Bãi đậu xe đóng thì đương nhiên người ta đổ lên đường. Quý vị sẽ bị cấm đậu xe lề đường. Quý vị sẽ bị phạt ráng chịu. Tức là người ta sẽ làm tất cả mọi thứ thật thắt chặt để cuối tuần này bảo đảm rằng mình không tràn ra bãi biển. Thật ra những ai muốn đi bãi biển vào cuối tuần này, xin quý vị hết sức cân nhắc về kế hoạch của mình. Chuẩn bị kế hoạch để thay thế nha. Đi bãi biển vào cuối tuần này không phải là điều mà quý vị nên làm. Vấn đề đơn giản có chỗ đậu xe rồi.
mà đi xuống bãi biển còn bị cấm. Và riêng cuối tuần này nha quý vị, ở dưới Nam Cali cũng vậy, nếu quý vị xem tôi ở Nam Cali thì quý vị lưu ý là quận hạt Los Angeles đóng tất cả các bãi biển của họ rồi. Một số quận hạt khác ở phía nam của Los Angeles cũng đóng bãi biển luôn, chỉ quận Cam chưa có lên tiếng thôi. Mà em không biết quận Cam mà không lên tiếng quận Cam mới mệt. Thì Thanh Thảo, chị Ngân Hải, mọi người thấy đi. Đúng rồi. Los Angeles họ đóng, những bãi biển kia ta đóng thì đương nhiên sao dân chúng sẽ tràn xuống nơi nào mở. Quận Cam mà mở thì quận Cam sẽ hứng. Dạ, dân chúng sẽ tràn xuống. Dạ. Thì lúc đó là cho nên là em nghĩ chắc nay mai quận Cam cũng sẽ lên tiếng thôi à. Thì riêng ở Bắc Cali ở vùng Bay Area thì quý vị biết rồi. Đó, các bãi biển không welcome mình. Quý vị kiếm chỗ khác quý vị đi. Còn lại các công viên khác, không phải bãi biển, các công viên của tiểu bang á, họ vẫn mở cửa. Nhưng sẽ có người họ kiểm soát rất kỹ về cái giãn cách xã hội và đeo khẩu trang cho mình. Tại vì nhiều người nói lắm, nói trời đeo khẩu trang chứ phạt gì nổi. Thí dụ như 4-5 người ta không đeo thì phạt, chứ còn quá trời người luôn mà một lúc đó không đeo thì người nào đến mà phạt cho xoay tất cả mọi người. Nói câu đó là đúng à. Nhưng mà lúc nãy Thanh Tùng có chia sẻ là ông thống đốc sẽ nói là sẽ cung cấp một cái bang mà chuyên môn đi phạt. Hoặc là một lực lượng luôn đó. Một lực lượng đó để mà đi phạt mình không đeo khẩu trang. Thì thật sự mà nói cũng một lực lượng đi chăng nữa, với số lượng người dân mình như vậy cũng đâu có nổi. Thì cái Thanh Thảo nghĩ là phải kêu gọi cái sự tự giác. Đúng vậy quý vị. Bây giờ ông thống đốc mà giờ ông ra cái lệnh là bắt buộc phải đeo khẩu trang. Nhưng mà quý vị thấy rồi, tất cả các hầu hết 99% các sở cảnh sát ở địa phương là không có tuân thủ rồi đó. Sở cảnh sát họ nói rằng là nhiệm vụ của tôi là giữ gìn an ninh trật tự cho người dân, bảo vệ sự an toàn cho người dân. Nổi cái việc bảo vệ an toàn chúng tôi làm còn hỏng xuể. Bây giờ tự nhiên bắt chúng tôi phải làm thêm chớp bảo vệ sức khỏe đó là, đó là đi rình bắt công dân ở ngoài đường chứ gì họ không đeo khẩu trang. Cái gì tưởng tượng cảnh một nhân viên cảnh sát được training một cách chuyên nghiệp với súng ống như vậy mà một cái mẫu người mà vững chắc như vậy, rồi bây giờ chỉ đi rình bắt cư dân không đeo khẩu trang chăng? Cho nên các ông cảnh sát họ từ chối làm chuyện đó. Họ nói cái chuyện này là với chúng tôi chắc chắn tôi không làm, chứ thật sự không có enforce, tức là không có cưỡng chế. Thì bây giờ cuối cùng sao, phải nhờ lực lượng nào? Thì cái lực lượng mà ông thống đốc của mình nói đó là một số anh ở trong CHP, cảnh sát tuần tra công vụ tới bang Cali, rồi một số các ông bà ở trong cái cơ quan được gọi là CAOSA. CAOSA là nhân viên chuyên trách về an toàn và y tế dành cho những hành khách đi trên các phương tiện giao thông công cộng. Đó. Mà quý vị đừng quên rồi, một số nhân viên nữa ở trong những ủy ban giám sát về thương mại. Đó, thí dụ vậy đó, thì mỗi một cơ quan thì họ cử vài người trong một cái nhóm được gọi là strike teams, đó là những nhóm ra tay, nhóm hành động. Và em hỏi ngược lại quý vị nè, tất cả các ông bà trong các cơ quan vừa kể, họ được huấn luyện để làm cái gì? Có phải làm bằng giấy không? Ngồi làm bằng giấy không? Công việc của họ là kiểm soát về thương mại, cấp giấy tờ, y tế, an toàn gì là. Chứ có ông bà nào được training để đi rình phạt thiên hạ không? Em hỏi ngược lại quý vị đó, có không? Vậy cái hỏi đi, cái CAOSA đó có ông bà nào được training để đi ngó, đi nhìn có cái ai đó rồi bây giờ bước tới phạt? Chưa kể là với dân chúng mình, người ta chỉ sợ cảnh sát thôi. Dạ đúng rồi. Chứ bây giờ anh chị là nhân viên bình thường, Thanh Thảo bước tới, thưa ông, thưa bà, tôi là Thanh Thảo, tôi đại diện cho cơ quan CAOSA. Tôi phạt ông bà vì cái tội không đeo khẩu trang. Có gì nhìn mặt đi, nhìn mặt như mặt Thanh Tùng đi. Em mới thiệt, em mà tôi phạt em. Cái gì vậy? Em mới thiệt, không có bao nhiêu người sẽ sợ. Thành ra nghe cái tin, mình nghe cái tin ông thống đốc loan báo, nghe thì vậy. Thì nhiệm vụ Thanh Tùng nghe làm sao dịch lại vậy cho quý vị. Nhưng mà giờ nè, đứng về phía cá nhân của em rất nghi ngờ. Em rất nghi ngờ về cái biện pháp enforcement, biện pháp enforce của tiểu bang. Cho nên vấn đề còn lại là mình phải đồng ý nhau đeo khẩu trang, nó có lợi. Không, có lợi cho gì? Giảm lây nhiễm. Vì vậy thấy là cái nghiên cứu của Goldman Sachs mới giờ chỉ ra đó là nếu như nước Mỹ mà chịu ban hành lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trên toàn nước Mỹ đó, mình sẽ tiết kiệm cho nước Mỹ 1.000 tỷ Mỹ Kim. Hơn 1.000 tỷ Mỹ Kim, mình sẽ giảm hẳn đi cái đà lây nhiễm COVID-19. Và tin vui là gì? Tin vui là từ phó tổng thống Mike Pence cho tới cả tổng thống Trump, những người vốn dĩ trước giờ là mình không có mặn mà với cái khẩu trang, nhưng chính phó tổng thống và kể cả tổng thống Trump ngày hôm qua cũng lên tiếng trên đài Fox rồi, đài Fox Business. Tổng thống nói là tôi bây giờ tôi ủng hộ việc đeo khẩu trang, tôi kêu gọi dân chúng Mỹ nên đeo khẩu trang. Đó. Bây giờ là kể cả các thành viên trong đảng Cộng hòa, từ nghị sĩ Mitch McConnell thủ lĩnh của khối đa số Cộng hòa ở thượng viện, ông cũng lên tiếng nói là tôi kêu gọi dân chúng nên đeo khẩu trang. Nên chuyện đeo khẩu trang bây giờ có lẽ không nên là đề tài tranh cãi nữa, mà nó chỉ nên là chuyện đeo làm sao cho đúng cách. Chứ còn bây giờ mà còn tranh cãi nữa thì mình sẽ còn thấy tình trạng lây nhiễm nó sẽ còn tăng. Thành ra vấn đề còn lại là mục đích, nói đi nói lại, nói qua nói lại, không qua nói thiệt, đó là sao quý vị?
chắc có lẽ mình sẽ không cần ai đó tới nhắc nhở mình hay phạt mình, mà mình hiểu được cái lợi ích của nó thì mình sẽ tự đeo thôi. Dạ. Đúng không? Bảo vệ sức khỏe cho mình, cho cộng đồng luôn hả? Dạ. Thì riêng Thanh Tùng, em còn riêng cái này em nói thiệt, em nói riêng với quý vị luôn. Riêng em, nếu em có thấy ai đó không đeo khẩu trang em sẽ không dám nói. Em nói thiệt, em dám nhắc không? Dạ không. Em chỉ dám không. Không? Không, em sao không dám. Dám? Em nói thiệt, em không dám nhắc. Thì có một số người, mình vẫn còn một số người họ khó chịu, họ không vui, thậm chí họ nổi giận nếu như có ai đó tới nhắc họ đeo khẩu trang. Thì nếu có gì làm được chuyện đó thì tụi em nể phục, đó là những người can đảm. Em không dám lắm gì. Em không dám, em không dám là thôi, bây giờ em tôn trọng, ai muốn đeo đeo, không đeo thôi. Đeo là gì, họ ý thức được trách nhiệm của họ với cộng đồng. Mình mong là mọi người đều hiểu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục Hot Tip với Thanh Tùng Nhà ngày hôm nay. Chúc cho quý vị một cuối tuần có lễ độc lập đầu tiên phải là an toàn trước, sau đó thì mới là niềm vui với gia đình của mình. Và xin đừng quên, đây là một cuối tuần lễ đầy thử thách với tất cả mọi người dân sống trên đất Mỹ. Xin hãy tự bảo vệ cho mình và cho người thân của mình. Chị Ngân Hà xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Thanh Thảo xin gửi chào tạm biệt đến quý vị ạ. Dạ, và quý vị có thể xem lại tiết mục của chúng tôi trên YouTube Hot Tip với Thanh Tùng. Quý vị muốn bảo trợ tiết mục này đang có số điện thoại hiện trên màn hình. Connect Việt Media, Netviet TV đang có chương trình promotion đặc biệt dành cho quý vị. Một lần nữa quý vị nhớ giữ sức khỏe và hẹn gặp lại tuần tới.